Xem rivet. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học phần tiếp theo của bài số 13 ha. Thì ở trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học từ các bài tập là bài tập số 14 cho đến bài tập số 20. Thì nội dung chủ yếu ở trong bài này đó là chúng ta sẽ làm các bài tập mà để luyện tập cho cái phần lý thuyết trong cái video trước chúng ta đã được học qua. Và cụ thể ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cái bài tập số 14 ở đây cho mình. Thì ở cái bài này thì có khá là nhiều bài con, nhưng mà mình chủ yếu là mình sẽ chú trọng cho tất cả các bạn vào cái bài A này trước, đó là về cái phần luyện đọc ha. Thì trong cái bài này, sau khi các bạn đọc xong thì các bạn hãy trả lời những câu hỏi dưới này. Và các bạn hãy trả lời thêm một câu hỏi ở phần A người ta yêu cầu, đó là các bạn hãy giải thích tại sao là trong cái tủ lạnh của Muni và Chan thì lại không có một cái gì cả. Thì cũng giống như các lần trước ha, thì bài này mình sẽ đọc qua 2 lần và sau đó sẽ dịch chị hiểu cho tất cả các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần đọc chậm trước nhé. Muni Chan inostranye studenty, ani druzya. Munir Priyakhan из Сирии, Ачан из Китая. Они вместе учатся в университете и живут в общежитии в комнате 456. Чан един в Москву. Его не было в общежитии 3 дня. Сегодня он вернулся из Москвы, открыл холодильник и увидел, что в нем ничего нет. Нет молока, масла и сыра, нет колбасы. У нас есть сахар и чай? Спросил он. Нет. Ответил Муни. У нас нет ни сахара, ни чая. У нас нет картофеля, моркови, лука, макарон, риса, соли, хлеба, заплок. Ничего нет. А где все это? Спросил Чан. У нас были воры. Нет, ответил Мунир. У нас были гости, мои друзья из Сирии, Ахмед и Салет, и их русский друг Володя. Они все съели. Совсем ничего нет. Очень рано. Я так хочу поужинать. Извини, Чан. Я не знал, что ты приедешь сегодня. Сейчас я пойду в магазин и все куплю. Какой магазин? Уже 10 часов вечера. Я знаю один магазин. Он называется 23 часа. Этот магазин работает и днем, и ночью. Он находится недалеко от общежития. Если хочешь, пойдем вместе. Хорошо, пойдем. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái phần đọc với tốc độ bình thường, hơi nhanh nhanh một chút. Муни Ричан, иностранные студенты, они друзья. Муни приехал из Сирии, а Чан из Китая. Они вместе учатся в университете и живут в общежитии в комнате 456. Чан ездил в Москву, его не было в общежитии 3 дня. Сегодня он вернулся из Москвы, открыл холодильник и увидел, что в нем ничего нет. Ни молока, масла и сыра, ни колбасы. «У нас есть сахар и чай?» – спросил он. «Нет», – ответил Муни. «У нас нет ни сахара, ни чая. У нас нет картофеля, моркови, лука, макарон, риса, соли, хлеба, заплок. Ничего нет». «А где все это?» – спросил Чан. «У нас были воры?» «Нет», – ответил Мунир. «У нас были гости, мои друзья из
Siri, Ахмед Исалай и Этрусский друг Володя. Они в Суздин совсем ничего нет. Очень рано. Я так хотим поженат. Изничан, я не знал, что ты приедешь сегодня. Сегодня я пойду... Сейчас я пойду в магазин и все куплю. Какой магазин? Уже здесь? 10 часов вечера. Я знаю один магазин, он называется 24 часа. Этот магазин работает и днем, и ночью. Он находится недалеко от общежития. Если хочешь, пойдем вместе. Хорошо, пойдем. Thì qua cái bài test này thì bạn có thể hiểu như sau. Đó là chúng ta có hai người bạn là Muni và Chan. Thì họ đều là sinh viên nước ngoài và họ là bạn của nhau. Muni thì đến từ Syria, còn Chan thì đến từ Trung Quốc. Họ là học cùng nhau trong một cái trường đại học và đang sống ở trong ký túc xá tại cái phòng 456. Chan thì đã đến Moscow và cậu ấy đã không ở nhà ở ký túc xá đã 3 ngày rồi. Thì ngày hôm nay cậu ấy quay trở lại ký túc xá từ Moscow và mở tủ lạnh ra và thấy là trong tủ lạnh nó chẳng có gì cả. Thì các bạn để ý cho mình nhé, cái từ vừa nhôm ở chỗ này chính là nó thay thế cho cái từ vừa khalizi nhỉ kìa chỗ này ha. Thì ở đây đến là dùng cho chỗ này là dùng một cái 6 và đây là đại từ nhân xưng để thay thế cho cái danh từ là khalizi nhỉ chỗ này. Không có sữa, không có bơ, không có format và cũng không có cả xúc xích. Chúng ta có trà, có đường và trà không? Cậu ấy hỏi, tức là ở đây là Chan hỏi đấy. Không, Mùi Nhi trả lời. Chúng ta không có đường, không có trà. Chúng ta cũng không có khoai tây, cà rốt này, hành hay là cái macaron. Cái này là cái mì ống của Ý mà dạng thuộc dạng là các bạn để cho nó khô ấy. Không, thuộc dạng là người ta ấy sẵn khô, người ta đóng gói nữa. Khi mà các bạn bỏ vào trong nước sôi thì nó sẽ tự động nó mềm và nó nở ra. Nó kiểu kiểu nó giống như mì tôm vậy. Có cơm, có muối, bánh mì và táo. Nói chung là không có gì cả. Vậy tất cả chúng ở đâu rồi? Chan hỏi. Chúng ta đã có trộm ư? Không, Mùi Nhi trả lời. Thì chúng ta đã có những vị khách là những người bạn của tớ đến từ Syria, Ahmed và Saleh, cùng với đó là người bạn Nga của họ và Valosia. Thì họ đã ăn hết chúng rồi. Vậy không còn một cái gì ư? Tiếc thật đấy, tớ đang muốn ăn tối đây. Xin lỗi Chan, tớ không biết là ngày hôm nay thì cậu sẽ về. Bây giờ thì tớ sẽ đi vào trong cửa hàng và mua lại tất cả. Cửa hàng nào? Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi mà. Tớ biết một cửa hàng, nó tên là 24 giờ. Cửa hàng này thì làm việc cả ngày lẫn đêm và nó nằm không xa cái ký túc xá. Nếu như mà cậu muốn thì chúng ta hãy cùng đi chung. Được thôi, cùng đi nào. Thì qua cái bài dự khiếu của mình thì các bạn cũng đã biết được một cái phần lý do nào. Đó là giờ trong tủ lạnh của Trang và Nguyễn Nhi thì không còn đồ ăn ha. Thì ở đây nói chung là mình sống ở Nga rồi nhưng mà tình huống này thì mình cũng chưa gặp bao giờ. Nói chung là không có ai người nước ngoài mà nó tùy tiện, các bạn Nga của bạn không có ai mà tùy tiện lấy đồ của các bạn như thế. Nếu người ta có muốn lấy thì người ta cũng sẽ hỏi qua ý kiến của bạn và sau đó thì người ta sau khi mà xong người ta sẽ đi mua ngay cho các bạn, chứ không để tình huống là 3 ngày mà Chan đi thì nãy dùng mà không mua đồ là gì cả thì nó cũng không hay cho lắm ha. Về những câu hỏi này mình nói lúc nãy thì nó cũng tương đối khá là dễ nên là mình sẽ để cho tất cả các bạn trả lời ha. Còn nếu mà các bạn thấy khó khăn ở trong phần nào thì cứ bình luận ở dưới video nhé, mình sẽ hỗ trợ sau. Ở cái phần bài V này thì người ta yêu cầu tất cả các bạn đó là các bạn hãy nghĩ là chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tức là người ta muốn các bạn ở chỗ này là làm một nhà văn, nhà tiểu thuyết gì đấy. Nói chung là các bạn hãy viết tiếp cái đoạn chuyện ở phía sau. Là hai người bạn đấy thì có thể là đi vào trong cửa hàng thì có thể là mua cái gì này, hoặc là đi trên đường thì gặp cái gì gì này kia mà. Thì cái đoạn đấy người ta muốn các bạn tưởng tượng. Thì phần này chủ yếu là người ta muốn yêu cầu tất cả các bạn hãy luyện vào cái phần viết thôi. Nếu mà các bạn thích thì bạn làm, không thì cứ bỏ qua cho mình. Mình thì cũng không thích làm mấy bài này cho lắm thì thôi bỏ qua đi ha. Và chúng ta đến cái phần ghê ở chỗ này. Thì đây là cái phần mà nó đưa ra hai cái động từ mà sau này các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều. Đó là động từ akruvap và động từ akruv. Nó có nghĩa là mở một cái gì đấy ra, như mình mở cửa chẳng hạn. Thì akruvap nó là động từ chưa hoàn thành và akruv là động từ hoàn thành thôi. Cách cho chia động từ, nếu mà các bạn
Không biết thì hãy sử dụng app mà mình đã nói rồi để biết cái chia ha. Phần này cũng không có gì quan trọng lắm. Bây giờ thì các bạn hãy chuyển sang cho mình đến cái phần chú ý chỗ này. Đây, apparatus chỗ này. Thì ở đây người ta gọi là phần chú ý, nhưng mà thật ra đối với mình thì đây là một phần lý thuyết, nói chung là nó cũng tương đối dễ nhưng mà lại rất là quan trọng. Tại vì sau này khi mà các bạn đi làm các bài kiểm tra này kia thì hễ những sau những cái từ này cho mình thì các bạn hãy cộng cho mình là cách hai nhé. Thì ở đây chúng ta có những cái từ này, score cơ, có nghĩa là bao nhiêu, thì cái từ này thường được dùng trong câu hỏi, ví dụ như là quyển sách này bao nhiêu tiền, hoặc là bây giờ là mấy giờ rồi chẳng hạn, thì cũng chúng ta sẽ hay sử dụng là score cơ. Còn yes score cơ nó có nghĩa là một vài, thì chúng ta sẽ nói là một vài quyển sách, một vài sinh viên, một vài sân bóng đá, vân vân này kia. Còn từ no nó có nghĩa là nhiều, và mala nó có nghĩa là ít. Thì sau những cái từ này thì các bạn hãy cộng cho mình, đó là trường hợp của cách hai mà ở dạng số nhiều ha. Thì ở đây người ta lấy ví dụ cho tất các bạn nè, score thì score chill. Nếu mà các bạn tra cái từ điển, cái app á, cái app mình đã nói á, thì cái từ chill này đáng lẽ khi chia cách hai ở dạng số nhiều á, thì nó sẽ cho các bạn là cái từ lưu dây. Nhưng mà ở trong văn nói, thật ra cũng văn viết của người Nga, thì cái từ này cũng có thể là từ chia cách chia sang cách hai mà dạng số ít á, thì nó có là chia k, nhưng mà dạng số nhiều á, thì nó có trường hợp là chia và có trường hợp là li dê. Thì mình cũng không hiểu là tại sao nó có hai cách như thế nữa, nhưng mà mình ngày xưa á, khi mà mình đi học thể dục á, thì lúc mà mình ở trong một cái đội bóng đá thì mình muốn hỏi nó là mỗi đội thì có bao nhiêu người, thì mình nói theo một cái phản xạ tự nhiên của một đứa học ngữ pháp lúc đấy thì mình nói là score clear về command command gì, thì mình nói như thế. Nhưng mà lúc mà mình nghe những bạn Nga nói chuyện với nhau thì nó sẽ lại nói là score clear, chứ ít khi nào mà nó dùng là score clear. Thì mình tại sao mình cũng biết nhá, vì đây là tiếng Nga thôi, bọn mình cứ học qua vần, cứ nhớ và áp dụng theo là được không. Còn lại ở trong ba cái từ còn lại thì nói chung là nó cứ theo quy tắc mà các bạn đã được học qua này, như là Nesconca Student Top nè, Nhe Monogamuse Mala Instituto. Rồi, cái phần này tương đối khá là dễ ha. Các bạn cứ nhớ sau cái bốn thằng này thì cộng cho mình cái hai vào là được. Bây giờ thì chúng ta hãy chuyển sang các bài tập khác nhé. Tiếp theo là ở bài tập số 15, 16 và 17, thì ba bài tập này nó thuộc cái dạng form nó như nhau. Đó là các bạn sẽ chia cái từ ở trong ngoặc này sao cho nó đúng về mặt ngữ pháp cho mình là được. Thì nói chung là bài này nó cũng tương đối dễ, nên là mỗi bài tập này mình sẽ làm một câu. Còn tất cả các bạn hãy là làm qua và sau đó hãy kiểm tra lại đáp án cho mình nhé. Ở cái phần này thì mình làm bài 15 câu số 1 trước nè. Ovitramnoga thì Victor có nhiều. Chỗ này là Druzia có nghĩa là bạn bè, thì bạn sẽ chia cho mình là gì? Sau từ Mnoga thì các bạn hãy cộng là gì? Cách hai thì các bạn hãy chia từ Druzia trở thành là Druzia cho mình là được. Tiếp theo sang cái bài số 16 chúng ta có này, Skolka Studentovarsity Group có nghĩa là có bao nhiêu sinh viên ở trong cái nhóm học của bạn. Thì các bạn sẽ nhớ là gì, student thì nguyên mẫu của nó là student, thì chia sang các hai dạng số nhiều thì sẽ là student top ha. Đây, như tình huống chỗ này người ta để sẵn cho tất cả bạn này, như con student top như chỗ này chẳng hạn. Tiếp ở bài 17 câu 1 này chúng ta có về Petersburg, thì ở thành phố Petersburg thì nó có nhiều đường và các quảng trường. Thì từ Ulysses nguyên mẫu của nó là Ulyssa, thì khi bạn chia sang thì các bạn chỉ là Ulysses cho mình là được. Và cái từ quảng trường là từ Plos, thì ở chỗ này là dạng số nhiều rồi, cái dạng số ít của nó là Plos, thì khi chia sang các hai dạng số nhiều thì chúng ta sẽ có là Plos gì, thì các bạn cứ viết lại cả câu như thế được ha. Sau khi các bạn làm xong thì hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 18 nhé. Ở bài tập số 18 này thì người ta muốn các bạn hãy làm theo như một cái mẫu mà người ta cho sẵn ở đây. Về group về student
Thì là trong nhóm của chúng ta thì có 4 sinh viên. Thì người ta muốn đó là tất cả các bạn sẽ đặt câu hỏi với lại từ Sconger cho cái vế phía trước mà người ta đã đưa ra. Thì ở đây người ta đưa ra này, Sconger Student Advisory Group về, có nghĩa là có bao nhiêu sinh viên ở trong cái nhóm của bạn. Thì bạn sẽ thấy là gì, sau Sconger thì các bạn cứ cộng cho mình là cái khai số nhiều, và sau đó ở cái phần vế sau chỗ này này thì các bạn chia sao cho nó đúng nha. Ở chỗ này của người ta là Vanessa Group B thì các bạn phải chuyển thành Vanessa Group B. Vâng, ở đây thì mình cũng sẽ làm mẫu thêm một câu nữa cho các bạn nè. Vopiplia chiếc kể cho vizem piat, có nghĩa là trong thư viện thì tôi đã lấy 5 quyển sách. Thì mình sẽ đặt câu hỏi là gì, bạn đã lấy bao nhiêu quyển sách ở trong thư viện. Thì mình sẽ hỏi đó là Skolka uchebnikov tu vzyal v bibliotheke, được ha. Sau khi làm xong cái bài tập số 18 thì các bạn hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 19 nhé. Ở bài tập số 19 này thì người ta sẽ cho tất cả các bạn những cái câu hỏi như thế này, và các bạn phải trả lời theo một cái dạng chung, đó là gì. Ở trong quá khứ thì bạn đã từng có một cái gì đó, nhưng mà còn bây giờ thì các bạn sẽ không. Qua cái mẫu người ta có nói nè, người ta đặt câu hỏi list, tức là bạn có quyển sách nào mà viết bằng tiếng Anh hay không. Thì bạn có thể trả lời cho mình đó là nhi, tức là mình đã từng có vài cuốn nhưng mà bây giờ thì mình không có quyển nào cả. Thì với cái mẫu như thế này thì các bạn cứ trả lời thôi. Mình lấy ví dụ câu đầu tiên, Uvas yet avia từ, thì các bạn sẽ trả lời cho mình đó là gì, Uminya, hoặc các bạn có thể nói Unas vẫn được, không sao ha. Uminya bula nyeskonka avia cầm vertov no shichat uminya nhiệt. Sau khi làm xong rồi thì các bạn hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 20 nhé. Ở bài tập số 20 này thì sẽ là một cái dạng như thế này. Các bạn đọc qua cái mẫu này. Sarkubin magazine kompaziski. Yatoshkubin kompaziski. Nghĩa là Sarkubin đã mua ở trong cửa hàng vài cái đĩa compact. Thì tôi cũng mua một vài cái đĩa compact. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi người ta đưa ra những cái câu ở phía dưới chỗ này nè, thì bạn cũng sẽ nói là bạn cũng mua y chang những cái thứ đấy, nhưng mà bạn sẽ dùng thêm cái từ là yes conker, tức là một vài cái. Mà mình sẽ làm mẫu cho các bạn nè. John kupin gazete, có nghĩa là John đã mua cái tạp chí rồi, thì mình cũng sẽ nói là mình cũng đã mua vài cuốn tạp chí. Thì mình sẽ nói tiếng Nga là gì, ya tož kupin yes conker gazete, được chưa nè. Các bạn cứ làm theo cho mình ha. Và có bất cứ thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở dưới video và mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn ha. Và video của mình cũng đến đây là xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong các video lần sau nhé. Mình là Warsaw, Paka Paka.